Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Hoa Kỳ với bình luận gia Đại Dương. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh trở lại với bình luận gia Đại Dương để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới vấn đề mà virus Vũ Hán và cho đến hôm nay thì nó như thế nào rồi, cái họa này nó sẽ đi về đâu. Và đặc biệt chúng tôi sẽ tham vấn với lại bình luận gia Đại Dương về tổ chức mà chúng ta gọi là World Health Organization đã làm gì mà để cho Tổng thống Donald Trump quyết định là sẽ không tiếp tục tài trợ cho tổ chức này nữa. Và cuối cùng là chúng tôi sẽ tham vấn cùng bình luận gia Đại Dương về nhận định của ông về cái mối quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ và Trung Cộng trong những ngày tháng sắp tới, thì cái mối quan hệ ngoại giao này nó sẽ sức mẻ hoặc là nó sẽ như thế nào. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào bình luận gia Đại Dương. Chào anh Văn Trình Nhân và kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa ông, khi mà chúng ta nói virus Vũ Hán thì có một số những cái tài liệu, có những cái tin tức cho biết rằng cho đến hôm nay rõ ràng là đại họa này là một cái đại họa rất là lớn cho Hoa Kỳ. Và cái đại họa này có thể là một sự lan tràn của virus Vũ Hán trong một kế hoạch nhân tạo hay nó chỉ là một cái thiên tai bình thường mà thôi, dạ thưa ông? Thưa anh, thì đầu tiên thì phía Trung Cộng của người ta không có phản đối gì, nhưng mà khi họ bắt đầu họ muốn làm đảo ngược lại cái suy nghĩ của thế giới thì họ mới tung ra cái việc đã cái này là trước đây là do sĩ quan của Hoa Kỳ mang lại. Tại sao có việc như vậy? Nhưng chúng ta xem kỹ như thế này, là chính các kỹ sư của Pháp đã giúp cho Bắc Kinh xây dựng cái viện nghiên cứu sinh học Vũ Hán từ năm 2004 tới 2015. Khi anh thần rồi thì ông Tổng thống Obama lúc sau này đó, lúc Obama ông mới cấp cho 307 triệu USD để cho cái viện đó nó nghiên cứu liên quan vấn đề virus mà từ con dơi mà ra. Đó là lý do tại sao người ta nói là Hoa Kỳ đã yểm trợ, nhưng không phải, cái điều đó rất là bình thường, bởi vì ở nghiên cứu ở tại đó là tốt hơn hết, thì dơi nó xuất phát ở từ cái khu đó, ở trong cái chợ bán các gì là động vật hoang dã. Và như vậy cái điều kiện rất là tốt để làm cho có gì cả, nhưng mà rõ ràng cái đó là cái sự bất méo của người đầu nó sẽ làm khác. Tôi nói thí dụ như là vào cuối tháng 1/2020 thì Trung Quốc đã điều một cái lực lượng quân y do một lực thiếu tướng Trần Vi làm là về để mà phụ giúp, thì gọi là để nghiên cứu về đó. Nhưng mà thực sự bà ta là một chuyên gia, nhớ bà ta là một chuyên gia về phòng thủ vũ khí sinh hoạt chứ không phải là tầm thường. Không phải tự nhiên như vậy là một người quân đội lại đưa vào đó, thì cái đó người ta nghĩ ngay là một cái gì đó rồi đó. Rồi bây giờ cái ca đầu tiên chúng ta thấy là xuất phát từ 17/11, nhưng Bắc Kinh không cảm báo mà còn bịt miệng, không dọa 8 bác sĩ, kể cả bác sĩ Lê Văn Đường, chắc mọi người đều rõ chuyện đó. Thì tại làm sao mà làm sao với tình miệng, tức là muốn che giấu cái gì? Rồi thứ hai là cho ông Tập Cận Bình cho phép 5/10 triệu cư dân của Vũ Hán lan tỏa khắp thế giới, là với chủ đích nhằm cái gì? Thứ nhất là Trung Quốc bị dịch thì các nước khác cũng phải chịu tai họa, chẳng có riêng mình thôi. Và điều đó đã xảy ra rõ ràng, Trung Quốc bị thì khắp thế giới bị. Thì nhưng mà thứ hai là cộng đồng quốc tế là họ phải tung ra tất cả cái khả năng của họ để tìm cách chữa trị và tìm vaccine để cả trong tương lai. Thì như vậy thì Trung Quốc không làm, chưa có thấy cái gì, họ chỉ nói mà chưa trưng bày được một cái chứng cớ nào cho chúng ta thấy rằng họ đã được cái này, được cái kia. Và bây giờ như vậy thì họ còn cái gì, họ muốn độc quyền sản xuất không thôi. Ví dụ như bây giờ tôi sáng chế ra cái loại thuốc này thì họ nói bây giờ đưa tôi sản xuất thì tức là cái giá rất là thấp, tôi lắm thầu giá rất là thấp. Như vậy tất nhiên họ muốn độc quyền phân phối nữa. Đó là cái điều mà tất cả các nước trên thế giới hiện nay gần như là phải giật mình và tìm
Và chúng ta nói tới tổ chức WHO và Tổng thống Donald Trump có vẻ không có bằng lòng lắm về cái tổ chức này. Ông có thể cho biết thêm vậy? Cái này thì nếu mình chung trách nhiệm thì rất là dễ hiểu. Ông Tedros, tôi không nói cái tên sau nó dài dòng quá, chỉ nói tên rồi, là một đảng viên cộng sản của nước Ethiopia. Ethiopia ở miền Đông Phi, Đông Châu Phi. Một đảng viên cộng sản nhé, trong cái trường thì ông ta đã lên là làm bộ trưởng y tế của nước đó và còn làm ngoại trưởng nữa. Nhưng mà ông ta không phải là một bác sĩ mà chỉ là người tốt nghiệp về cái ngành sinh học mà thôi. Đó là lý do thứ nhất. Và ông ta cũng không có kinh nghiệm gì về cái điều hành cái nền kinh tế, những cái nền kinh tế thế giới cả. Nhưng mà tại sao được? Người ta mới tìm hiểu, người ta thấy rằng chính ông Tập Cận Bình đã mua chuộc 55 quốc gia ở Châu Phi để bỏ phiếu. Vì thế ông đó mới ngồi vào cái chức giám đốc, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới trong cái nhiệm kỳ 5 năm kể từ năm 2017. Thì ông Tedros đã gặp ông Tập Cận Bình vào ngày 29 tháng 1 năm 2020. Nhưng hơn một tuần lễ sau mới cho phép. Như vậy để gặp, nói là để nói ông kia là cho cho cái tổ chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới vào để nghiên cứu. Nhưng mà tại sao phải đúng tuần lễ sau mới tới? Thì để cho tất cả câu chuyện những người khoa mà lan tràn khắp thế giới nó đi đã, thì mới cho làm nghiên cứu, cũng như họ dọn dẹp chuẩn bị đã can vào là chỉ có những cái tài liệu mà tôi muốn can thấy không, còn những cái khác khả năng được được thấy. Thì rồi tới giữa tháng 2 thì ông Tedros mới là tuyên bố là đại dịch corona đến toàn cầu. Như thế chúng ta ít nhất là 3 tuần lễ, 4 tuần lễ hoặc người ta có thể nói là 2 tháng trời, là nếu biết sớm thì có lẽ tình hình của thế giới nó đã khác được. Rồi khi ông Trump đóng cửa biên giới với người Trung Quốc thì chính ông tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới là chống đối. Cái điều này nói buồn cười là ông ca tụng hành động đó của Trung Quốc là gọi là cấm túc các cái cấm túc của Vũ Hán cũng như một số thành phố khác ở trong tỉnh đó. Thì tự nhiên tại sao là cái điều là ông Trump không làm được? Mà chúng ta biết là tính khi bắt đầu mà cấm á, thì đã có 40.000 dân Trung Quốc đã tràn vào nước Mỹ rồi trước khi đóng cửa biên giới. Rồi châu Âu cũng chống, cũng nói rằng không nên yêu cầu. Rồi cuối cùng bây giờ chúng ta cộng lại, chúng ta thấy châu Âu là cái khu vực chịu thiệt hại nặng nhất so với Mỹ đứng đầu thôi. Nhưng mà cộng các nước châu Âu là cái số dân là ít hơn, số dân là 260 mấy triệu, trong khi đó Mỹ là 350 triệu. Yeah. Thì cái số người thiệt thu thước người bị chết đông hơn Mỹ, cho nên bị buộc tội tòa đọc. Bây giờ không những ông Trump mà tất cả những cơ quan khác, những nơi khác là đều tính kiện ông Tập Cận Bình về cái tội diệt chủng toàn cầu thưa anh. Và khi mà chúng ta nhận định về cái mối quan hệ ngoại giao sắp tới giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng thì ông ghi nhận như thế nào vậy không? Thì từ khi mà chính phủ Donald Trump lên cầm quyền thì ông quyết chặn đứng và cuốn chiếu cái chính sách bằng chứng bá quyền của Tập Cận Bình. Chúng ta cứ nhìn từ về mặt ngoại giao, kinh tế, quân sự, chính trị đều làm như vậy á. Thì thương chiến thì chúng ta đã thấy rồi, Bắc Kinh đã chịu thiệt thòi và mất cái thế trường phong rồi, không còn cái đó muốn gài dùng hoa nữa rồi. Bây giờ cái kỹ thuật chiến thì đang làm, nếu mà các cái ngăn cản được cái sự ăn cắp cũng như sự chuyển giao kỹ thuật thì dĩ nhiên là sẽ chậm. Tôi lấy hai thí dụ để quý vị thấy rõ. Thí dụ như Trung Quốc trước đây khóa trường nói là mình sẽ đóng cái chiếc hãng không mẫu hạm nguyên tử, nhưng mà mãi tới bây giờ họ chưa có thể nào họ chuyển được kỹ thuật nguyên tử từ cái tàu ngầm để mà lên cái hãng không mẫu hạm được. Họ chết cứng chỗ đó rồi, tức là nếu mà không ngăn chặn được thì họ lượng được những cái kỹ thuật đó họ sẽ có thể làm liền, nhưng mà không, đó là một cái điều. Điều thứ hai nữa, các cái gọi là tàu chiến không người lái thì họ chế được cái tàu chiến không người lái bé tí xíu so với cái tàu chiến không người lái của
kỳ, tức là họ cũng phải chịu thuộc, cũng chịu thuộc đồ rồi. Đó, tôi chỉ lấy hai cái thí dụ để mà thấy rõ như vậy mà thôi. Bây giờ Hoa Kỳ và châu Âu bây giờ nó nhất định phải sản xuất các phẩm chất mang tính an ninh quốc gia, thì chúng ta nói cái này được nhiều, cái nào cũng có thể nói là an ninh quốc gia được. Cho nên bây giờ họ từ sản xuất có nghĩa là họ phải rút các cái vốn đầu tư từ Trung Quốc về, rút các cái hãng lớn về để mà các hãng lớn sản xuất ở tại này, và sản phẩm phải từ ở các nước gốc đi, chứ không phải để cho họ, để cho Trung Quốc trở thành là một cái công trường thế giới, rồi từ đó nắm hết cái đầu mối phân phối, làm cho áp lực cho các nơi và có thể đẩy vào những trường hợp như trường hợp một cuộc khủng hoảng về kinh tế chẳng hạn, thì trong khi Trung Quốc nắm cái tầm chui còn tất cả các nước năng lượng, bây giờ cái điều đó là đã được rồi. Và cái dung lượng thế giới hiện nay, người ta muốn dân chúng trong thế giới muốn cần phải tự trị, người ta đã tâm trị Trung Quốc chứ không còn ủng hộ như trước nữa. Dạ, xin được cảm ơn Bình Luận Gia Đại Dương rất là nhiều cho cái chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào ông. Chào anh, xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốm tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phương kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.